Chào anh chị em nha, tôi Linh Mục Yamotishita Nguyễn Minh Hùng, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tuân đây, lại gặp lại anh chị em. Anh chị em nhìn thấy đó, ở bên cánh phải của tôi, tức là bên cánh trái của anh chị em nhìn vào đó là cái xe rau đang đã chữa linh, tức là rau đã lên xe hết rồi, bây giờ giờ chuẩn bị đi đó. Đây là khoảng 2 tấn rau thưa anh chị em, khoảng 2 tấn rau. Nếu tôi quay màn hình lại để cho anh chị em nhìn thấy kỹ hơn, rõ hơn nha. Đây là rau, và chuyến xe mà chúng tôi sẽ đi trong đêm nay đến với một dòng nam ở giáo phận Phú Cường. Nhìn thấy số xe để mai mốt mà anh chị em có gọi bác tài đi xe này. Những anh chị em đây sau khi họ cho xe lên, họ cho rau lên xe rồi, bây giờ họ đây là những món ăn đậm bạc. Đây là bún nè anh chị em, bún nha, bún nước tương nha, nước tương, đậu hũ đây, đậu hũ, còn hai vợ chồng đậu hũ, và rau sống này đấy, ngồi ăn rất ngon lành, rất dễ thương nha. Đây là bữa cơm chiều cho những anh chị em đã phụ giúp cho giáo xứ đưa rau lên xe. Họ nhổ rau rồi họ đưa rau lên xe. Một vài ghi nhận như thế thôi. Bác Tài đang đứng quay lưng với tôi đây, đang cầm ly nước uống đây. Bác Tài này lúc nào cũng thiếu, anh ta tin thiếu. Để tôi quay lại anh, em nhìn thấy tôi nhé. Đây. Đây. Thưa anh chị em, do tình hình năm nay kinh tế xuống, thành ra mọi thứ nó xuống, người nhà nông trồng rau lại bị thất bát một lần nữa anh chị em. Không biết, tôi nghĩ rằng cứ cái đà như thế này thì không biết là anh chị em giáo dân của tôi, nhất là những người làm nông, sẽ sống làm sao đây. Bởi vì rau cứ rớt giá mãi thế này. Hôm nay lần này không phải là lái ép giá đâu anh chị em, nhưng mà tại chợ quá vắng và hầu như kinh tế đi xuống, cho nên nhiều người thắt lưng buộc bụng, họ không có dễ dàng gì mà dám mua hàng một cách nhiều như trước đây. Đa số người dân bây giờ có thể nói là kinh tế teo tóp lại, thành ra ngay cả chợ búa cũng vắng, và vì thế mà rau ứ động, chứ không phải là do những người lái buôn họ trả rẻ nhũng giá đâu anh chị em. Cho thấy kinh tế của chúng ta phải nói là đang xuống khá nhiều. Và cứ cái đà này, anh chị em giáo dân của tôi cứ trồng rau rồi cứ thất bát, rồi tôi phải giải cứu thế này, không biết đến bao giờ thì họ mới có thể có khả năng để có thể có được một đời sống tốt hơn đây. Và có giải cứu đi nữa thì cũng chỉ một vài thời gian, chứ làm sao mà tôi có thể có khả năng giải cứu hoài được. Vì thế đây cũng là một điều mà chúng ta cũng phải nghĩ tới, và chúng ta cầu nguyện cho nhau. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi. Và hôm nay chưa bao giờ mà tôi lên xe để đi trong ban đêm, trong đêm tối đến các cơ sở để chúng tôi tặng rau cả. Nhưng hôm nay tôi sẽ trải nghiệm trong đêm cùng với bác Tài. Tôi và bác Tài, một mình tôi và bác Tài sẽ lên xe đi trong đêm chở rau tới cái cơ sở nhà dòng của một dòng nam giáo phận Phú Cường. Thôi bây giờ tôi xin kết thúc clip ở đây. Chào anh chị em. Tôi sẽ gặp lại anh chị em khi rau tới nơi, và chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện với nhau nhé. Xin chào anh chị em.